Về bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm sơ một lần thì trước đây mình đã làm rất nhiều video. Nếu các bạn có quan tâm thì xem lại video cũ của mình. Tuy nhiên là có nhiều câu hỏi mình thấy rất là nhiều bạn hỏi, mà mình nghĩ là câu hỏi này chắc là nhiều bạn quan tâm và có khi là chưa rõ đó. Cho nên là trong video lần này thì mình sẽ giải đáp lại một số câu hỏi liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp để giúp cho các bạn nào đang có ý định nhận bảo hiểm thất nghiệp đó, chúng ta hiểu rõ hơn để đảm bảo cái quyền lợi của bản thân. Bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội là hai cái khoản bảo hiểm rất là khác nhau. Các bạn nhận bảo hiểm thất nghiệp không liên quan gì đến thời gian mà các bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội, bởi vì đó là hai cái khoản bảo hiểm hoàn toàn khác nhau. Nó khác nhau, tuy nhiên là trong quá trình mà các bạn đóng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm thất nghiệp đó, người ta chỉ đưa cho bạn một cuốn sổ thôi để người ta dễ quản lý thôi, chứ không phải là nó trên cùng một cuốn sổ rồi các bạn nghĩ là mình nhận bảo hiểm thất nghiệp rồi là mai mốt cái bảo hiểm xã hội của mình cũng mất luôn. Không phải. Bảo hiểm thất nghiệp là cứ khi nào các bạn bị thất nghiệp mà các bạn hội đủ những cái điều kiện để được nhận bảo hiểm thất nghiệp thì các bạn cứ nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp, bởi vì đó là những cái khoản hỗ trợ trợ cấp cho các bạn trong thời gian mà các bạn không có việc làm. Chứ không phải là các bạn nhận bảo hiểm thất nghiệp rồi là cái bảo hiểm xã hội các bạn nó đóng mất hết, sau này các bạn phải đóng lại từ đầu thì các bạn mới đủ thời gian để nhận lương hưu. Không phải, hai cái khoản bảo hiểm đó hoàn toàn khác nhau. Các bạn lưu giúp mình là theo quy định là các bạn chỉ có 3 tháng kể từ ngày các bạn chấm dứt hợp đồng lao động để mà nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp mà thôi. Mình lấy ví dụ là cuối tháng 5 2022 các bạn nghỉ việc ở công ty thì các bạn chỉ có 3 tháng là tháng 6, tháng 7, tháng 8 để các bạn nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp. Nếu như các bạn nộp vào tháng 10, tháng 11, tháng 9 sau khi hết thời hạn 3 tháng đó thì người ta sẽ từ chối cái hồ sơ các bạn. Các bạn muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp cho những khoảng thời gian mà các bạn chưa nhận được đó thì các bạn phải đi làm chỗ mới, đóng bảo hiểm thất nghiệp lại, và khi đủ điều kiện mà sau này các bạn nghỉ việc bị thất nghiệp đó thì các bạn mới được nộp hồ sơ để nhận bảo hiểm thất nghiệp lại. Còn về điều kiện để nhận bảo hiểm thất nghiệp rất là đơn giản các bạn. Điều kiện để nhận bảo hiểm thất nghiệp là các bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được ít nhất 12 tháng trong vòng 24 tháng trước khi các bạn nghỉ việc. Cái đó, cái điều này có nghĩa là các bạn không cần phải đóng liên tục. Có thể là trong 24 tháng gần nhất trước khi các bạn nghỉ việc đó, các bạn làm ở 2-3 công ty gì đó, không quan trọng. Miễn sao trong vòng 2 năm kể từ ngày các bạn nghỉ việc đó, tính trở về trước, mà các bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng thì các bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp. Ví dụ như là đến cuối năm 2022 các bạn nghỉ việc để mà nhận bảo hiểm thất nghiệp đó, thì các bạn cứ đếm là từ tháng 1 năm 2021 đó đến hết tháng 12 năm 2022 là trong vòng 24 tháng đó. Có thể là các bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty số 1 là từ tháng 1 năm 2021 cho đến tháng 7 năm 2021, sau đến tháng 8 nghỉ dịch quá giờ công ty cho nghỉ luôn, các bạn nghỉ luôn cho đến tháng 5 năm 2022 các bạn đi làm lại và đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9, 11, 12 gì đó. Thì tổng cộng trong 2 năm các bạn đã đóng được bao nhiêu tháng? Là năm 2021 các bạn đóng được 7 tháng và trong năm 2022 thì các bạn đóng được 8 tháng. Tổng cộng các bạn đã đóng ở 2 công ty được là 15 tháng. Khi đó các bạn đủ điều kiện để nhận bảo hiểm thất nghiệp, chứ không phải là 12 tháng các bạn tính liên tục tại một công ty. Trong rất nhiều video mình đã nói cái câu chuyện này rồi, đó là các bạn có thể nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp ở bất kỳ tỉnh nào mà các bạn thấy là thuận tiện. Ví dụ các bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các bạn muốn nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cứ đến cái trung tâm dịch vụ việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn nộp hồ sơ, hoặc là các bạn đi về quê ở Cần Thơ nè, rồi Đồng Tháp, rồi Đồng Nai, rồi Bình Thuận các kiểu gì đó, hoàn toàn các bạn có thể nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp ở trung tâm dịch vụ việc làm cái tỉnh nơi các bạn đang sinh sống các bạn cảm thấy thuận tiện nhất đó, chứ không bắt buộc là ngày trước bạn làm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi khi thất nghiệp các bạn phải nộp hồ sơ ở thành phố Hồ Chí Minh đâu. Luật cho phép các bạn là nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp ở cái tỉnh mà các bạn cảm thấy thuận tiện nhất. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cũng rất đơn giản các bạn, 60% tiền lương trung bình 6 tháng gần nhất trước khi các bạn nghỉ việc. Mình lấy cái ví dụ là trước khi các bạn nghỉ việc đó, trong vòng 6 tháng gần nhất, các mức lương các bạn hàng tháng để đóng bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm xã hội đó là 10 triệu đồng một tháng. Thì mức lương bình quân các bạn trong vòng 6 tháng trước khi các bạn nghỉ việc là 10 triệu đồng. Và theo quy định là các bạn được hưởng 60% thì lúc đó các bạn sẽ được hưởng 6 triệu mỗi tháng. Và các bạn được hưởng bao nhiêu tháng thì nó phụ thuộc vào thời gian các bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Các bạn lưu ý giúp mình là bảo hiểm thất nghiệp không phải là bảo hiểm sơ một lần. Các bạn không có được nhận một lần hết cái số tiền bảo hiểm thất nghiệp đâu, mà các bạn phải nhận theo từng tháng. Và theo quy định thì nếu như các bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được
từ 12 tháng đến 36 tháng đó, thì các bạn nhận được 3 tháng bảo hiểm thất nghiệp. Ví dụ nãy mình nói cái mức hưởng đó là 6 triệu một tháng đó, thì các bạn mỗi tháng được nhận 6 triệu và nhận trong 3 tháng thì nhận được tổng cộng là 18 triệu. Còn đối với những bạn nào mà đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm thứ tư trở lên thì cứ 1 năm các bạn sẽ được tính thêm 1 tháng. Ví dụ một bạn là đóng được 5 năm đi thì các bạn nó sẽ nhận được 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Giống cái ví dụ hồi nãy luôn mình nói là bạn nhận được 6 triệu một tháng trợ cấp thất nghiệp đi, thì bạn nhận được 5 tháng thì mỗi tháng là 6 triệu nhân cho 5 là các bạn nhận được tổng cộng là 30 triệu đồng. Nhưng mà các bạn hết sức lưu ý giúp mình, đó là các bạn có đóng 13, 14 năm bảo hiểm thất nghiệp gì đi nữa thì quy định của luật bảo hiểm thất nghiệp đó là tối đa các bạn chỉ nhận được 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp mà thôi. Luật không cho phép các bạn là các bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp được 15 năm rồi các bạn thất nghiệp các bạn nhận được 15 tháng trợ cấp thất nghiệp đâu. Người ta có giới hạn tối đa là nhận được 12 tháng mà thôi, chứ không có phải là đóng càng lâu nhận càng nhiều đâu. Rồi cuối cùng về cái quy trình nhận bảo hiểm thất nghiệp thì cũng rất đơn giản các bạn. Các bạn đem cái sổ bảo hiểm xã hội các bạn đó, rồi đem giấy tờ cá nhân là chứng minh nhân dân nè, hoặc là căn cước công dân đó, rồi thêm cái quyết định nghỉ việc. Các bạn hết sức lưu ý giúp mình, đó là đối với những cái bạn nào mà nghỉ việc mà chấm dứt hợp đồng trái pháp luật với công ty, có khi công ty sẽ không trả cho các bạn cái quyết định chấm dứt hợp đồng, họ chỉ trả cho các bạn cái sổ bảo hiểm thôi. Khi đó thì có thể là các bạn sẽ không đủ điều kiện để nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp. Hoặc là các bạn nào bị sa thải thì các bạn sử dụng cái quyết định sa thải đó nhận bảo hiểm thất nghiệp cũng được, bởi vì theo quy định thì không có loại trừ trường hợp là bị sa thải. Sa thải vẫn được xem là trường hợp được nhận bảo hiểm thất nghiệp, trừ khi nào các bạn là chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với công ty thì các bạn mới không được nhận bảo hiểm thất nghiệp mà thôi. Bởi vì chính các bạn là người đã đưa các bạn vào cái tình huống là bị thất nghiệp, cho nên luật không có cho các bạn nhận bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp đó. Và khi chuẩn bị hồ sơ đó, các bạn đến các trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm nha các bạn. Ví dụ như mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn gõ cái địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải các bạn đến bảo hiểm xã hội quận huyện, các bạn đến bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đâu. Khi nào các bạn nhận bảo hiểm xã hội một lần, nhận lương hưu các kiểu đó, thì các bạn mới đến làm thủ tục ở bảo hiểm xã hội. Còn đối với bảo hiểm thất nghiệp thì các bạn phải làm thủ tục ở trung tâm dịch vụ việc làm ở cái tỉnh các bạn đang ở đó. Và như nãy giờ mình nói đó, bảo hiểm thất nghiệp là cái loại bảo hiểm mà các bạn không được nhận một lần cho tất cả cái thời gian mà các bạn được hưởng. Ví dụ các bạn đủ điều kiện để nhận 3 tháng trợ cấp thất nghiệp thì cứ mỗi tháng các bạn đến cái chỗ trung tâm dịch vụ việc làm, các bạn phải làm cái thủ tục là thông báo tìm kiếm việc làm thì người ta mới làm hồ sơ để thanh toán tiền cho các bạn. Chứ không phải là các bạn cứ nộp hồ sơ đủ điều kiện để nhận bảo hiểm thất nghiệp thì các bạn chờ lấy một lần cái số tiền đó đâu. Cho nên là các bạn hết sức lưu ý giúp mình là sau khi các bạn đã nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp mà người ta đã ra quyết định là cho các bạn nhận bảo hiểm thất nghiệp rồi, thì hàng tháng các bạn phải theo cái lịch trong cái quyết định nhận bảo hiểm thất nghiệp đó, người ta có nói cái lịch các bạn phải đến quay trở lại cái chỗ trung tâm dịch vụ việc làm để thực hiện cái thủ tục là thông báo tìm kiếm việc làm. Lên đó sẽ có mẫu các bạn điền thôi, rất là dễ dàng, cho nên là các bạn lưu ý giúp mình ha. Thì trên đây là toàn bộ những cái câu hỏi mà nhiều bạn hay hỏi mình trong quá trình mình làm các video về bảo hiểm thất nghiệp đó. Hy vọng thông qua video này các bạn sẽ rõ hơn về cái quyền lợi của bản thân và những cái điều kiện cơ bản để mà các bạn có thể nhận được bảo hiểm thất nghiệp. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.